Vâng, xin mời mình chào quý anh em nhé. Hôm nay shop mình lại giới thiệu cho anh em xem một mẫu Zippo. Cái mẫu này thuộc cái dòng Vintech anh em nhé. Vintech tái bản của năm 1937 và chủ đề của nó là về 3 số 5 anh em nhé. Thì cái sản phẩm này nó cũng tương tự như một cái cây Zippo chủ đề về 3 số 5. Tuy nhiên là cái cây đấy là nó kiểu dáng nó như thế này này. Đấy, nó trơn như thế này. Đấy. Tuy nhiên là cái cây này nó khác một chút là nó có cạnh trên và cạnh dưới bằng nhau và nó có thêm hai cái chấm góc ở đây này anh em nhé. Thì hộp nó vẫn là như những cái hộp khác thôi. Đấy, nó chỉ khác thêm một cái điều là ở đây có chữ Vintech. Vintech lúc anh em nhé. Còn các cái cây khác thì cho có chủ đề là Make in USA. Đấy, chỉ vậy thôi. Còn về kích thước cái hộp thì nó cũng như nhau anh em nhé. Về cái sản phẩm này thì bên mình đã có mã số sản phẩm rồi. Anh em muốn lấy cái này thì anh em đọc đúng cái mã số này cho mình anh em nhé. ZKL12 anh em nhé. Đấy, cây này về chủ đề 3 số 5. Chặt góc anh em nhé, chém hai góc này này. Thì cái sản phẩm này nó có chất liệu là bằng đồng, anh em nhìn màu vàng nhưng thực tế là nó chất liệu là bằng đồng anh nhé, bằng đồng so với mạ chrome. Lớp chrome thì nó rất là cứng anh em nhé, cứng. Đấy, chrome này thì nó được đánh bóng mặt trước, mặt sau và đánh bóng luôn tất cả các viền để tạo cho độ sang trọng cho sản phẩm anh em nhé. Còn về cái chủ đề này thì được khắc chìm rất là sâu, khắc chìm sâu vào sản phẩm nên là anh em dùng không thấy mòn được cái chủ đề này anh em nhé. Bên dưới có chữ London này. Đấy, nó như vậy. Cây này thì nó bóng loáng, sáng như gương luôn anh em nhé, phản chiếu ánh sáng luôn. Đấy, nó như vậy. Thì cái điểm khác biệt của những cây tái bản năm 1937 so với những cây khác là bên trên này. Đấy, anh em thấy cái cạnh này nó bằng luôn anh em nhé, nó bằng luôn chứ không, nó không vòm lên như những cái cây khác mà nó chiếm bằng luôn. Mộc đáy nó cũng bằng luôn anh em nhé. Đấy. Và cái dòng này thì nó có thêm một cái cạnh ở trên đây và cạnh dưới đây này anh em nhé, chiếm góc tạo cho cái điểm nhấn của sản phẩm. Thì mặt trước nó cũng có mà mặt sau nó cũng có luôn anh em nhé. Là cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm là như vậy. Và mình sẽ cho anh em xem cái phần thân và phần nắp của sản phẩm. Đây. Nó được làm rất là kín anh em nhé, nên là cầm xăng rất là tốt. Cái này nếu mà anh em dùng thì cầm xăng tầm một tuần lấy là hoàn toàn bình thường. Đấy, với cái này anh em nhé. Có những khách của mình mà dùng một ngày hai bao mà dùng mới tận 7 ngày mà vẫn chưa hết anh em nhé, nên là chưa hết xăng ấy, nên là anh em cứ yên tâm sử dụng đi. Đấy, với điều kiện là anh em phải dùng xăng xịn anh em nhé. Hai cái mối hàn của cây này thì để anh em thấy hai cái mối hàn thì rất là kín, không bị lộ anh em nhé. Bản lề nó có 5 chấu rất là đều và tròn. Về cái mặt sau của sản phẩm thì đây nó trơn như thế này và nó có tem dán lên. Khi mà anh em mua hàng với shop shipment ấy, thì anh em sẽ được bóc cái tem này ra và anh em kiểm tra đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Về cái cạnh bên này thì nó cũng mới, cũng được đánh bóng. Đấy, trên đây thì cũng được đánh bóng luôn anh em nhé. Đi về cái mộc đáy của sản phẩm thì cây này được sản xuất vào năm 2022 anh em nhé. Đây, mộc đáy của nó là có màu trắng như thế này này. Đấy, còn nó có màu đen như thế này là nó phản chiếu cái máy quay của mình thôi. Cái này mộc đáy nó sẽ khác hơn so với những cái dòng khác ấy, là mộc đáy này có 3 hàng chữ và chữ Zippo này. Đấy, nó là nó sẽ thanh mảnh hơn và nó không có chữ R bên trên hoặc bên dưới. Ở cái dòng này ấy, thì cái năm tầm khoảng năm 20 gì đấy là nó đã có thay thế. Ngày xưa là ở chỗ đây có chữ pad và một dãy số anh em nhé, chữ pad và một dãy số, nhưng bây giờ nó đổi thành chữ Vintech. Đấy. Nếu như anh em mà dùng những cái cây nào mà trước năm 20 ấy, thì là có chữ pad và một dãy số anh em nhé. Đấy, nó như vậy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bóc tem ra và mình test âm cho anh em nghe nhé. Khi mà đến nơi thì anh em cũng được bóc và anh em kiểm tra bên trong anh em nhé. Còn về cái âm thanh thì nó sẽ như thế này. Đấy, âm thanh đấy anh em nhé. Bánh xe thì bén rồi. Bên trong thì nó có màu vàng đồng như thế này. Màu vàng đồng. Đôi khi ở bên trong nó lem lem là bình thường anh em nhé. Nó lem ở bên trong là bình thường. Nguyên nhân là do nó làm bằng đồng. Và bằng đồng thì bên trong nó không mạ chrome. Nên không mạ chrome thì nó vẫn oxy hóa anh em nhé. Và nó lem lên. Ruột và vỏ cây này thì được sản xuất trùng năm 2022. Đấy, trùng năm 22 anh em nhé. Còn chữ cái thì tất nhiên là lệch nhau mấy tháng rồi. Không quan trọng. Riêng cái ruột này thì được làm từ thép chuyên dụng không gỉ anh em nhé. Cái vỏ làm bằng đồng, ruột bằng thép chuyên dụng không gỉ. Ruột như thế, cổ đá cao bằng đồng và bánh xe cắt xéo sâu nên là anh em dùng rất là bén.
Một cái cây Zippo xịn ấy, thì khi anh em quẹt đấy là quẹt chỉ cần 1/4 vòng ấy, là tia lửa bắn ra rất là nhiều và nó sẽ rất là nhạy anh em nhé. Còn cái hàng fake anh em mua giá tiền tầm vài 300.000 ấy, thậm chí 500.000 vẫn có hàng fake anh em nhé. Đấy, nên là khi mà quẹt cái hàng fake ấy, quẹt đau tay nó cũng không không cháy, tại vì cái bánh xe nó kém. Đây, mặt sau của cái ruột nó như thế này. Châm xăng thì anh em châm vào đây. Buồng đốt thì đây anh em nhé. Mình bên shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho cái lưới gà bên trong cái buồng đốt này. Anh em dùng mà có hỏng hóc thì cứ alo cho shop thôi. Nên là anh em yên tâm nhé. Vâng, cái sản phẩm này thì hiện tại shop đang ship COD. Hàng đến nơi anh em sẽ được kiểm tra hàng trước anh em nhé. Đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau. Nên là anh em rất là yên tâm. ZKL12. Ok, anh em muốn lấy cái này thì nhanh tay alo cho shop nhé. Số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình ở đây. Còn cần thêm thông tin gì thì anh em cứ lên Google nhé, quả chữ zipman.vn. Vâng, em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like. Mình chào tạm biệt.